Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với Trang Chiến Vui. Đã khá là lâu thì em mới làm một cái video về kính như thế này. Hôm nay thì trở lại công việc thì em xin giới thiệu với anh em một cái kính Lotus, một trong những cái phiên bản khá là hay của hàng thủ công của Đức. Đối với những sản phẩm về Lotus thì anh em biết rồi, đây là một trong những cái thương hiệu nó khá là mạnh và đây là một trong những thương hiệu về gia đình, cho nên là những cái công nghệ sản xuất của họ không được truyền ra. Đây là một chiếc Lotus vàng vàng, vàng đúc 18K và vàng vàng. Đối với những phiên bản như thế này thì anh em có thể nếu mà chưa đọc được các cái thông số ở trên kính để biết được cái năm của nó thì anh em có thể nhìn thấy ở đây, đó là một cái dáng vintage. Khá là nhiều anh em sẽ không được đọc được cái năm của sản xuất của kính. Như chiếc này thì nó sản xuất 2002, và đối với một chiếc kính năm 2002 như thế này, anh em sẽ thấy một cái sự khác biệt rất là lớn của cái hàng ngày xưa người ta sản xuất. Cái điều đơn giản nhất là cái ve của nó. Đối với cái ve này anh em thấy 2002 đến bây giờ là 2024, có nghĩa 22 năm mà cái ve của nó không hề thay đổi, nó rất là mới. Nhưng đối với những sản phẩm mới bây giờ hiện nay, ngay cả những Lotus đời mới thì ít có người trải nghiệm, nhưng những cái sản phẩm ví dụ như là Cartier đời mới thì anh em biết rồi, chắc là chỉ khoảng 6 tháng cái ve này sẽ bị mốc xanh, chắc chắn là như thế. Kể cả những trên những cây vàng đúc, hôm rồi thì có một vài anh mua cây vàng khối Cartier của em thì em cũng cảnh báo về cái việc mà ví dụ như là 6 tháng 1 năm thì những chiếc ve như thế này nó sẽ bị oxy hóa. Cái điều đấy là điều hoàn toàn bình thường trong chiếc lim mới về sản xuất của Cartier. Đây là chiếc Lotus vàng vàng, chiếc này trong tình trạng khá là đẹp. Mà đối với những chiếc Lotus như thế này anh em khá là thân thuộc đối với những chiếc phiên bản gọng tăm rồi. Đó. Không hẳn là gọng tăm, nhưng là gọng nó dáng nhỏ và cái đặc biệt của nó là cái dáng vintage. Anh em thấy các cái điểm G của nó. Đối với những cái điểm G như thế này thì cây kính của nó sẽ tạo nên cái sự chắc chắn nhiều hơn đối với lại những gọng khoan. Cái gì nó có hai mặt của nó. Đối với trong gọng khoan này anh em nhìn có vẻ nó thanh thoát hơn. Tuy nhiên thì về cái độ chắc chắn thì nó sẽ không bằng những chiếc của nó có G như thế này. Thực ra thì đối với sản phẩm như thế này, anh em rất nhiều anh em trên mạng có thể nói là một thương hiệu đẳng cấp xa xỉ hay thế nọ thế kia, nhưng mà đối với những anh em mà chơi nhiều về kính thì phải chắc chắn rằng là những sản phẩm về đời mới nó sẽ không, chất lượng nó sẽ không cao bằng những phiên bản đời cũ. Điều đầu tiên, đối với những sản phẩm về đời mới hiện nay mua sẽ khó hơn so với ngày xưa và cái giá nó cũng khá là cao. Cái thứ hai là cái sản phẩm về đời cũ thì giá thành có thể mẫu mã nó sẽ không hiện đại bằng những cái phiên bản đời mới. Tuy nhiên cái giá thành của nó mình nghĩ là nó sẽ rất là hợp lý. Nó khoảng 1/3, 1/2, 1/3 giá của đối với lại những sản phẩm mới. Nói như thế không có nghĩa là mình chỉ bán sản phẩm cũ và không bán sản phẩm mới. Đối với những anh em nào mà đã biết mình về sản phẩm về kính rất là lâu thì anh em đều biết là mình bán cả những sản phẩm về Lotus đời mới và cả những sản phẩm về Lotus đời cũ, chứ không phải là mình đang bán một cây Lotus đời cũ và mình hạ thấp cây đời mới. Nhưng đối với những trải nghiệm và cái sự hiểu biết của mình thì mình khẳng định được những cái điều như thế. Cái trải nghiệm nó rất là quan trọng. Anh em có thể là chơi một vài cây kính Lotus đời mới thì anh em có thể hiểu. Và đối với những sản phẩm về Lotus, ngay cả những cây kính về tiền tỷ, anh em có thể là order qua mình cũng có thể mua được. Và những phiên bản, kể cả những phiên bản độc bản trên thế giới. Vấn đề là bao nhiêu tiền thôi, chứ còn không có gì là không thể cả. Anh em có thể thấy nó khá, một cái sản phẩm nó khá là tương đồng đối với lại những cái sản phẩm về Lotus đó, như là Boucheron hay là Chomet. Mình hiện nay mình cũng đeo một cây Chomet vàng khối, ở đây là cây Chomet vàng khối đính kim. Anh em có thể thấy hai viên chủ ở Chomet nó rất là đẹp, viên rất là to, nó là kim zin xịn chứ không phải kim độ. Đối với những phiên bản về Chomet và Lotus như thế này thì về cơ bản của nó thì là cái kết cấu và cái tính tương đồng của nó khá là cao. Anh em có thể cầm hai cái kính so sánh với nhau thì cái đây là một phiên bản Chomet gọng to, và anh em có thể cầm, nếu mà cầm một những phiên bản Lotus gọng to anh em so sánh thì về hai phiên bản này nó khá có tính chất tương đồng, khá là tương đồng nhau về cái sản xuất. Cũng có thể là những cái sản phẩm của Chomet này họ nhờ của Lotus sản xuất, bởi vì anh em biết rồi, Chomet nó không hoàn toàn thiên về kính. Ngay cả những giai đoạn trước kia của những thập kỷ 2000 đổ ra thì có một giai đoạn rất là dài Cartier cũng thuê Lotus làm những phiên bản về vàng khối,
Và chính vì thế anh em thấy những cái phiên bản ở những cái giai đoạn đó nó còn hoàn thiện, nó còn đẹp hơn so với lại những phiên bản hiện nay, thời điểm bây giờ. Và cái nhiệm vụ còn lại của họ là họ chỉ dập trên những cái logo CNC của hãng của họ, đầu chuyện con ó hoặc là tháp Eiffel ở trên những cây Cartier. Cái điều đấy là nó một trong những cái nó anh em chơi lâu và anh em tìm hiểu thì anh em sẽ biết được những cái điều đấy. Còn đây là một trong những phiên bản của năm 2002, thông số nó ở trên kính, anh em có thể đọc được đối với những người quen về đọc về thông số. Cái điểm đặc biệt của những chiếc kính của Lotus, những cái đầu ốc như thế này nó không phải bằng vàng. Cái ốc của cái những chiếc Lotus nó không phải bằng vàng của những cái chiếc đời xưa. Ngay cả những chiếc đời mới hiện nay hoặc là Cartier đời mới thì cái mặt trước bằng vàng, còn mặt sau thì nó vẫn là kim loại bình thường. Còn đối với những phiên bản Lotus từ ngày xưa thì ốc nó hoàn toàn là ốc mạ. Cái điều chắc chắn, ngay cả cái mặt ốc trên này cũng thế. Đối với nhiều anh em thì cứ nói rằng là cái mặt ốc và cái thân của nó đều là bằng khối, nhưng không phải, hoàn toàn không phải. Trong một giai đoạn ngắn của loanh quanh những thập kỷ, những hai năm 2010 từ 2003 04 đến khoảng 2014 thì đối với những chiếc Cartier thì mặt ốc trước và mặt ốc sau của họ họ hoàn toàn là bằng vàng khối. Ngay cả những con mạ của họ thì mặt trước nó là vàng khối và những cái phần đằng sau thì nó là kim loại, kể cả những con mạ mà bây giờ nó đang loanh quanh 20 triệu ấy. Nhưng mà hiện nay những cái con mạ loanh quanh khoảng 20 triệu, hơn 20 triệu của Cartier, những cái dòng C 50 hoặc là C 45 thì anh em biết rồi, nó hoàn toàn là mạ và cái chất lượng mạ của hiện nay của nó sẽ không bằng so với lại ngày xưa. Đó là chính vì lý do vì sao mà những cây kính hiện nay nó mang có yếu tố về triết lý về thời trang nhiều hơn. Triết lý ở đây có nghĩa là cây kính nó sẽ không được bền như trước và nó sẽ làm cho người mua hàng phải nhanh chóng quay trở lại để mua những cái sản phẩm về của họ. Đó là do cái triết lý bán hàng kể từ khi 2019 và Richmond đã thay đổi và đã chuyển đổi cho Kering. Kering em biết rồi, anh em biết rồi, nó là một trong những thương hiệu rất lớn về thời trang, bao gồm cả Montblanc, Gucci, Dolce, nó rất là nhiều cái thương hiệu đó. Và cụ thể cái kính này thì anh em có thể inbox vào trong Zalo để em gửi hình ảnh những cụ thể của nó cho anh em. Với sản phẩm thì thực ra là một cái kính như thế này thì nếu mà không biết thì là anh em sẽ rất là khó mua. Cái điều đặc biệt nữa là cái kính này thì em cũng lắp một cái mắt đổi màu rất là vui thôi. Đây là cái đèn tia UV đó. Khi soi lên đây thì nó sẽ anh em sẽ thấy nó đổi màu dần này. Đấy, anh em có thể thấy là nó màu nó đang xuống dần. Ở trên ánh đèn thì anh em có thể hơi khó nhìn thấy nhưng mà nó lên có một váng đen rồi đấy. Đối với những chiếc kính như thế này thì anh em có thể là lắp kính đổi màu, có thể lắp kính cận, kính viễn, nó tùy theo cái sở thích của mình. Chiếc kính này em bán với giá là 88 triệu. Anh em có thể liên hệ với số điện thoại của em 0978 333 689. Xin cảm ơn.